Đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình ra hồ Núi Lê săn cá khủng nha các bạn. Thì cũng rất lâu rồi mình chưa có săn được con cá trôi hoặc là cá chép ở chỗ này to hết. Thì ngày hôm nay mình sẽ quyết định đi săn cá trôi khủng nha các bạn. Cái mồi mà để mình săn ngày hôm nay là mồi ngũ cốc trộn với lại mồi cốc ủ nha, trộn với lại thóc mầm ủ chua nha các bạn. Đó. Thì dạo gần đây mình đã làm cho bạn xem cái clip mồi ngũ cốc ủ và cái clip thóc mầm ủ chua. Thì ngày hôm nay mình sẽ kết hợp với hai cái đó chung lại với nhau cho ít đêm một bơ đường ngang đó, canh chim thôi, trộn xong câu rồi. Mình vừa quăng cần vừa xong, quăng được 6 cần đó. Ngày hôm nay thì cái thóc mầm mới có thêm cho nguyên liệu vô trong mồi đi câu. Hy vọng hôm nay sẽ săn được cá trôi hoặc cá chép khủng nha các bạn, để có clip cá khủng để mình quay cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay một vòng ở đây cho các bạn xem nha các bạn. Thì chỗ này là cái bờ sỏi nha, ngay chỗ cái hồ Núi Lê là cái bờ nhà, cái đường vô cái nhà hoang. Mình câu trong bờ sỏi này, lần trước mình đã câu được con cá trôi 5,5 kg ở dưới mùa tháng 4 á, nước cạn ở chỗ này. Thì hy vọng hôm nay là bắt đầu đầu cái mùa nắng, nước nó cạn xuống để mình câu được vài con cá to để mình quay các bạn xem hấp dẫn các bạn nha. Bây giờ mình sẽ review cái chỗ này sơ sơ một chút cho các bạn xem nha. Ok các bạn nè, đây giờ các bạn đã thấy nè, ở ngoài kia là cái đường vô của cái nhà hoang nằm phía bên này nè, có mấy bụi tre nè, đó nè kỹ nha. Ở phía bên đây kia có một cái bãi câu nữa mà sáng hồi nãy mình vô có người câu bên đó rồi nên mình không có câu nè. Thấy không, cần mình đã giăng ra đây nè, giăng ở đây 6 cần nè, đó nè, đó. Gắn còi hú vô hết rồi nè, có một cái đường nhỏ thôi để mình câu được 6 cần đó. Còn mình lại gắt ra như thế này nè, đó nè, đây có em mình ra đây câu chung vui với mình nè. Cho là tiết này nó không có được trời nó hơi tối á, kiểu như là nó chuyển mưa hay bão gì đó mình không biết nữa đó, nhưng mà quay cảnh hơi tối xíu bạn thông cảm nha. Đó nè, ok, hy vọng hôm nay sẽ kiếm được vài con cá trôi to quay cho bạn xem các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chờ đợi kết quả nha, có cá mình sẽ đi tiếp nè. Còn nói về mồi nè, đó mồi nè, mồi cốc ủ trộn với lại cái thóc mầm ủ chua nè, nè thấy không, đây là cái thóc mầm ủ chua nè, đó đó, ủ được có 2 ngày rồi, hết đêm mình câu luôn nè. Đây là mồi ngũ cốc nè, mình mới làm ăn buổi, đây là cái buổi ăn sáng và ăn trưa mình luôn nè. Bánh tráng, bánh tráng thằng kêu vác quả chuối đó. Đêm 1 bộ hút nè đó, ok nha, chờ đợi kết quả nha các bạn. Lục bình trôi rồi các bạn ơi, à nó trôi ngay chỗ cái đầu ngọn cần mình luôn nè, mà thấy không, đang trôi kìa. Mình đang trông chờ thì đừng để cho nó trôi vô trong đây nè. Nếu mà trôi trong đây thì mình khỏi câu luôn rồi, hết chỗ câu luôn rồi. Tại vì chỗ này ít điểm câu lắm, mình đi cũng khá trễ nữa. Mà bây giờ mà nó mà trôi vô trong đầu cần mình luôn là mình không có hết chỗ câu các bạn à. Đúng thiệt, cái mùa này cũng khó câu cá thiệt. Hồi nãy mình có thắp nhang cho ông giái ông thần nè, nè thắp cây nhang giái ông thần nè, để ông cho hút cái thuốc để ông xin con cá to để quay cho các bạn xem. Mà nãy giờ cũng nửa tiếng rồi mà chưa thấy con cá nào hết. Đó, cần im ru à. Trời hôm nay mình câu có gió nè. Gió và nắng cũng hơi gắt á, cũng hơi gắt. Thì cầu xin được bạn con cũng quay bạn xem cho nó cho như là chinh phục con cá to á ở cái hồ này. Tại vì cái hồ này bây giờ người ta chỉ có câu lên thôi chứ người ta không có thả xuống, nên cái tỷ lệ cá lên rất là ít các bạn. Chứ không phải là mình không muốn làm clip câu cá cho các bạn xem, nhưng mà trước tình hình như thế này thì cũng không có được khả quan cho lắm. Mình phải làm đủ chiêu trò đồ, thách thức đồ á, mồi câu đồ á,
tùng phối mồi tương tung vô á, hy vọng là sẽ phù hợp với cái mồi mùi vị hoặc là nhữ mồi nhữ cái cá nó vô á, cho nên ăn cái mồi lăng xê của mình để mình có cá để anh quay lăng xê cho bạn xem. Chứ mà câu mà không có cá mà gặp hình mà bèo như thế này á cũng khó ăn thua luôn các bạn ơi. À, bây giờ giờ thấy không, giờ 2 giờ nè, đẹp không? Cái này là cảnh tự nhiên nha, chứ mình chưa có làm sáng lên hoặc là chỉnh sửa lại nha, tự nhiên luôn á. Cái này là hình ảnh của cái máy quay của mình đó, đó máy quay mình nó tự làm cho đồ sắc nét luôn đó, nè tự làm cái độ sắc nét của cái chất lượng hình ảnh nè, đó lượng ảnh nó quay sao thì mình để như vậy luôn chứ mình không chỉnh sửa nữa. Ok bạn ơi, mình gắng ngồi chờ đợi cho bệnh nó trôi qua hết đi, giá trôi qua hết đi, để mình clip cho các bạn xem nha, nếu có cái nha các bạn. Tối thui luôn rồi, ở ngoài rất là tối, máy quay mình chuyển vô nó sáng lên đó bạn, đẹp đĩa. Nó còn 3 cận mà đang ngồi chờ đợi nè, hy vọng sẽ có cái nè. Sáng giờ mình đốt nó sáng giờ 2-3 điếu thuốc rồi nè đó. Hy vọng có cá thôi để quay các bạn xem, mà sáng giờ chưa thấy nó không nhích một cái gì luôn, hôm nay mớm mới rồi các bạn ơi. Thôi nhưng mà bữa không sao, mình thủ đam mê cá mà, đam mê ghê lắm. Chuyện mớm mớm này chuyện bình thường đối với cái mùa này, nên mình sẽ không sợ. Hôm nay làm clip cho các bạn xem không thành công, lý do là mớm sáng giờ cá ụt quá trời luôn mà không biết tại sao nó không ăn. Chắc cái mùa này nó chưa muốn ăn mồi hay gì các bạn à, chắc mình nghĩ là vậy. Thấy không, ở từ đó quay ra đây rất là sáng nè. Đối với cái thời tiết này dễ móm các bạn à. Đây là một trong những cái nỗi lòng người mê câu cá. Mình rất thích nghe cái bài hát của NVK Vlog, bài hát nỗi lòng người mê câu cá, bài hát mà dân câu nghe phải thấm từng chữ á. Chắc mình hát cho các bạn nghe một khúc xong là mình kết thúc cái video này vẫn chưa muộn các bạn nha. Kiếp trời đầy mưa nắng sướng chi đâu, nhưng ai đi câu rồi cũng thích cũng nghiền câu. Đam mê cứ dần thôi thúc nên lúc nào cũng muốn ngồi ôm cần. Mẹ yêu chắc con hay nói đi câu, hãy con lại đi đâu? Cá không đem về, lương đi đâu chẳng biết, ăn chơi không cần thiết, mẹ chẳng thấy con ôm, chỉ muốn ôm cần. Nhưng xin mẹ hiểu cho khi ngồi câu, tâm hồn con lại thư thái rất an nhiên. Con yêu gia đình lắm, con chỉ câu lúc con nghiền, xin hãy cho con tha lòng. Mong con mong làm sao cho thời tiết luôn đẹp đẽ vào những hôm muốn đi câu. Con yêu từng phút ngắm cần câu giữa đất trời, tìm mong những lòng con vui. Đã bao lần thao thức suốt đêm thâu, tính sao câu để được cá. Hết mồi câu nơi câu rồi, thời tiết hết câu đêm lại câu ngày. Mà bên mõm mẹ ơi có cười vui răng đâu, mẹ tìm cho con. Lắm khi nghĩ liều thôi ra phiên chợ cuối, nhưng con không lừa dối, không mua cá mẹ ơi, đành mõm một mình. Nhưng xin em hiểu cho khi ngồi câu, tâm hồn anh lại thư thái rất an nhiên.
Anh yêu gia đình lắm, anh chỉ câu lúc anh ghiền, xin hãy cho anh thỏa lòng. Mong anh mong làm sao cho thời tiết luôn đẹp đẽ vào những hôm muốn thi cầu. Anh yêu từng phút ngắm cần câu giữa đất trời, từng mong nhưng lòng anh vui. Đã bao lần thao thức suốt đêm thâu tính sao câu để được ca, hết mọi câu nơi câu rồi thời tiết hết câu đêm lại câu ngày. Mà vẫn mong em ơi cố cười vui rằng đâu em tìm cho anh, lắm khi nghĩ liều thôi ra phiên chợ cuối, nhưng anh không lừa dối không mua cá em ơi, đành mong lâu dài. Ok nha các bạn, mình xin kết thúc cái video câu cá ngày hôm nay nha các bạn. Các bạn nếu thích cái video này của mình thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ đam mê câu cá nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video của mình thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc cho cuộc sống nha các bạn. Chào tạm biệt.